Vào tối qua thì Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng bộ phim tài liệu Ranh Giới. Và ngay sau khi bộ phim phát sóng, rất nhiều bình luận, những dòng trạng thái của hàng ngàn khán giả đã chia sẻ về bộ phim, hình ảnh được ghi lại tại Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Một tác phẩm truyền hình không có lời bình, một bộ phim mà sự kết nối hoàn toàn là những câu chuyện được ekip thực hiện chứng kiến hàng ngày, hàng giờ, từng phút quá trình các y bác sĩ giành giật sự sống cho những bệnh nhân cũng hết sức đặc biệt. Đó là những thai phụ mắc COVID-19. Phóng viên thời sự đã ghi lại những phản hồi của đông đảo khán giả và chia sẻ của đạo diễn bộ phim này. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh ấn tượng trong bộ phim. Chị cho thấy hết vô mới được. Hít thở coi. Thấy thì giờ mình cũng nặng thì anh em ở đây này là làm được cái gì thì làm thôi, mình phải làm hết sức thôi, nếu cứ quay đi quay lại thì mình bị tiếng rất là nặng. Cái khó xử ở đây là mình phải chạy đua với cả hai mạng sống cùng lúc, nên là mình bù đắp được gì cho họ thì mình bù. Chết rồi, tự cảm một mẹ. Em sợ quá. Em không có. Muốn thở rồi. Muốn thở rồi thì hãy hít thở vô cho em. Mình thở chứ chị. Thảo nào cái không có lên nữa. Khi thấy một bệnh nhân bị vậy nó đau từ trong tim, tất cả bao nhiêu con người nó cũng không cứu được. Ranh Giới cái sống và cái chết thật quá mong manh, khiến mọi người cần sống tử tế và mạnh mẽ hơn. Nhiều nhà báo đã gọi sự lan tỏa của bộ phim Ranh Giới là một cơn địa chấn mạng xã hội, nơi mà người xem soi vào đó để biết trân quý cuộc sống và biết yêu thương cũng như sống tử tế hơn. Cũng có những dư luận, những câu hỏi cho rằng là tại sao không che mặt các nhân vật ở trong phim để đảm bảo yếu tố nhân văn. Phóng viên Việt Nam hôm nay đã trò chuyện với đạo diễn Tạ Quỳnh Tư, nghe anh chia sẻ về quá trình làm bộ phim đặc biệt này. Xem phim để biết cúi đầu cảm ơn cả ngàn lần không đủ. Đến những y bác sĩ tuyến đầu, những người trực tiếp giành giật sự sống cho các bệnh nhân từ tay thần chết. Mỗi frame đều chạm tới từng giây phút, ám ảnh thật, xem để biết sợ, để biết sống tử tế hơn. Khán giả thấy cái sự nghẹt thở, sự hồi hộp của một cái cuộc đua giành giật sự sống cho bệnh nhân của các chiến sĩ áo trắng. Có lẽ không có một cái lời bình nào hay hơn, đầy đủ hơn bằng sự đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân. Không có một âm thanh nào khái quát đầy đủ, trung thực và lột trần đầy đủ sự khốc liệt của đại dịch COVID-19 hơn là âm thanh va chạm vào nhau của cái xác bình oxy. Ở đây không chỉ là ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà còn là cái ranh giới giữa sự từ bỏ và ý chí vượt qua hoàn cảnh của các chiến sĩ áo trắng. Với những bệnh nhân từng là F0 và các bác sĩ điều trị COVID, bộ phim như cuốn nhật ký quay chậm những ngày cam go họ chiến đấu với dịch bệnh. Các anh chị và các bạn đồng nghiệp đều có một cái tinh thần luôn sẵn sàng để phục vụ được cái người bệnh và cứu sống được người bệnh tốt nhất có thể. Bộ phim nó quá chân thật và gây ám ảnh rất là nhiều người xem. Nếu mà ai là người mà sống ở trong lòng thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì cũng phải hiểu cái cảm giác là bạn có nguy cơ lây nhiễm bất cứ lúc nào. Vào trong đấy mới biết là cái vất vả của bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID, không kể ngày đêm, lúc nào cũng cần cái gì cái nào có mặt tại chỗ kịp thời. Phim là hành trình suốt gần 15 ngày đạo diễn Tạ Quỳnh Tư và quay phim Kiều Viết Phong bám trụ tại khu K1, Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ, chia sẻ của y bác sĩ và cả các bệnh nhân khi chia sẻ câu chuyện của họ.
Trước khi làm thì chúng tôi cũng đã hỏi những nhân vật là tôi đang muốn làm một cái phim như thế, tuyên truyền về sự khắc nghiệt của dịch bệnh, thì muốn ghi hình chị được không, thì tất cả các nhân vật mà tôi ghi hình trên phim là đều đồng ý. Những nhân vật mà tôi không hỏi được là những người người ta nằm, người ta đang không thể nói chuyện được, thì tôi đều quay qua vai hoặc là lấy một phần tư mặt không biết là ai cả. Chính vì thế mà tôi cũng rất muốn cảm ơn các nhân vật mà đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình trên phim, vì họ cũng muốn cho người xem nhìn nhận được sự khắc nghiệt thật sự của Covid nó là thế nào. Vừa xúc động vừa nể phục những người đồng nghiệp, bởi vì chắc chắn là những người đồng nghiệp đã phải dày công tìm luyện để có một cái đề tài đặc biệt như thế này, và họ cũng rất là dũng cảm khi vào nơi vùng dịch để có thể thực hiện được những cái thước phim rất là sống động, đầy tính nhân văn. Với ekip làm phim, sự lan tỏa của một tác phẩm truyền hình và dư âm đọng lại trong lòng khán giả chính là lời cảm ơn, tri ân dành cho các y bác sĩ tuyến đầu. Những người hơn ai hết đã vượt qua mọi ranh giới chịu đựng của sức người để dành lại từng hơi thở cho bệnh nhân và ươm những mầm sống mới. Nếu quý vị chưa kịp xem bộ phim Ranh Giới thì có thể vào ứng dụng VTV Go hoặc là trang web vtv.vn. Phim đang được để ngay trên trang nhất của website và cả ứng dụng này.